Và như vậy là hiệp 1 cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Huế và SHB Đà Nẵng đã được bắt đầu. Trong trang phục áo trắng quần xanh, đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của quý vị trong 45 phút đầu tiên. Họ đã có một giai đoạn bị chững lại sau khởi đầu tương đối tốt. Nhưng so với mặt bằng chung ở giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng thì Huế vẫn là một đội bóng có được đánh giá có thực lực tốt. Và có người hay, căng ngang, quá dễ dàng. 1-0 dành cho SHB Đà Nẵng. Pha ghi bàn là của Phạm Đình Duy. Và đó là một sự bình thản của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Đội bóng của ông đã ghi bàn ngay ở phút thi đấu thứ 5. Đình Duy là người ghi bàn. Chọc khe rất hay, đối mặt và tỷ số là 1-0. Cuối cùng thì niềm vui cũng đã đến với các khán giả cố đô. Pha chuyền bóng rất thông minh của Nguyễn Văn Tú. Đánh đầu, tỷ số được nâng lên là 2-1. Một vũ khí rất lợi hại và đã được cao thủ SHB Đà Nẵng khai thác thành công. Trong một hoàn cảnh rất khó khăn thì đúng là bản lĩnh của đội bóng Tân Vương đã được phát huy. Thì bây giờ đây SHB Đà Nẵng lại tái lập được thế dẫn bàn rồi. Rất nguy hiểm, vào đó là vòi rừng Hồ Thanh Minh. Rất tuyệt vời, một trận đấu cực kỳ hấp dẫn ở hiệp 2. Và lại một lần nữa thì Thanh Minh trở thành người hùng của đội bóng cố đô. Phong độ ghi bàn thực sự là rất ấn tượng của Thanh Minh. 3 phút bù giờ cũng đã trôi qua và trận đấu giữa câu lạc bộ Huế và Đà Nẵng đã khép lại. Một trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn ở nửa sau. Các bạn thân mến, đến đây thì buổi trực tiếp của FPT Play trận đấu giữa hai câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Huế trong khuôn khổ vòng 20 giải nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024 xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những diễn biến tiếp theo của mùa giải này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.